Adobe vốn là hãng cung cấp những phần mềm về đồ họa nổi tiếng, ví dụ như là Photoshop. Nhưng mới đây, hãng đã lấn sân sang lĩnh vực phần cứng, với sản phẩm là bộ đôi bút thước để vẽ trên máy tính bảng, có tên khá đặc biệt, Ink and Slide. Thưa quý vị, như Vĩnh Phú đã giới thiệu, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua Ink and Slide là bộ đôi bút và thước thông minh do hãng phần mềm Adobe sản xuất. Và đây sẽ là một công cụ rất thú vị dành cho những nhà thiết kế, những họa sĩ hoặc là những ai yêu thích hội họa mà muốn trổ tài trên thiết bị số của mình. Trên màn hình của quý vị là chiếc bút stylus và cây thước kẻ kỹ thuật số. Cả hai đều có màu bạc, làm bằng chất liệu nhôm nên nhẹ và nhìn khá sang trọng. Bút thiết kế dạng tam giác, có một nút bấm trên thân máy, ở phía đuôi thì có đèn led nhiều màu. Nếu mà sợ nhầm lẫn với bút của người ngồi cạnh thì người dùng có thể bật đèn led lên để phân biệt. Cụm đèn led còn giúp thông báo mỗi khi người dùng lưu lại các bản vẽ mình đang thực hiện trên đám mây Creative Cloud của Adobe. Những chiếc đèn này sẽ đổi màu liên tục để đảm bảo người dùng biết rằng công việc của họ đang được lưu lại. Thân bút thì khá trơn nhưng có thể điều chỉnh được độ bám để bảo đảm rằng chúng ta cầm được chắc tay nhất. Bút có cảm biến áp suất giúp nét vẽ trên máy tính bảng chính xác hơn, giống như là đang vẽ bằng bút thật trên giấy. Bút tương tác được với các thiết bị thông qua Bluetooth 4.0 nên chỉ có iPad 2 trở lên mới có thể sử dụng được. Thưa quý vị, đi kèm với bút là một bộ phụ kiện bao gồm vỏ và đầu sạc. Thì theo như Adobe, chúng ta chỉ cần sạc trong vòng 1 tiếng đồng hồ là có thể sử dụng được liên tục 8 tiếng. Và đi kèm với cây bút còn một thiết bị nữa, đó là chiếc thước kỹ thuật số Slide. Tuy nhiên, theo một số người thì có vẻ đây chỉ là một món đồ thêm vào cho đủ bộ bút thước hơn là một món đồ mang ý nghĩa thiết thực. Bởi lẽ trong thực tế thì nó không mang lại nhiều lợi ích cho lắm. Cây thước có hai điểm cảm ứng điện dung ở hai đầu, giúp ứng dụng nhận biết được vị trí đặt thước trên màn hình và hướng dẫn người dùng vẽ hình chính xác hơn. Tuy nhiên, để làm được điều này, người dùng có thể sử dụng các hình có sẵn và tùy chỉnh lại, không cần đến cây thước này hướng dẫn. Bộ đôi của Adobe đi kèm với ứng dụng Adobe Live và Adobe Sketch hiện đã có trên App Store. Với những ai sử dụng iPhone thì hãng có phát hành Lightroom Mobile đáp ứng nhu cầu chỉnh sửa ảnh. Thưa quý vị, nhờ sự hỗ trợ của bộ đôi bút thước thông minh Ink and Slide cùng các ứng dụng thì rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng đã ra đời và đây chắc chắn sẽ là một công cụ hỗ trợ rất nhiều cho những người làm về thiết kế và hội họa. Tuy nhiên, với mức giá là $200 và chỉ sử dụng đối với những thiết bị chạy iOS thì có vẻ đây vẫn còn là một món đồ chơi công nghệ khá là xa xỉ đối với đa số người dùng. Có thể trong tương lai, hãng sẽ còn mở rộng hơn nữa để có thể tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn.